tập 21. Em đi trước đi. Tạm biệt. Đến cũng nhanh đó. Ăn đi. Cô nghĩ cô mang kem đến có thể giải quyết mọi chuyện sao? Nếu hộp không đủ cho cô hai hộp. Cô mấy tuổi rồi? Sắp 3 tuổi rồi. Có hiểu cách xã giao cơ bản không hả? Tôi hả? Hôm qua có chút việc nên đến trễ. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cô. Có thể bắt đầu được chưa? Chẳng thay đổi chút nào. Tôi không được khỏe, muốn về nghỉ ngơi. Ê, Tô Mạch, tôi đã xin lỗi cô rồi. Cô còn muốn sao nữa? Cô không thoải mái đâu. Người làm tôi không thoải mái chính là cô Hà Diễm Diễm. Cô tưởng cô xin lỗi là cả thế giới phải tha thứ cho cô hả? Phiền phức mà cô mang đến cho người khác không phải xin lỗi là giải quyết được. Cô biết mục đích xin lỗi là gì không? Là để người khác tha thứ cho cô. Mà trong cuộc đời cô, cô xin lỗi chỉ là cách để tránh hình phạt. Xin lỗi Hà Diễm Diễm, cô đến nhầm hành tinh rồi. Thế giới này không xoay quanh cô. Xoay quanh tôi? Thế giới này xoay quanh cô mới đúng có phải không? Kể từ lúc quen cô, tôi đã luôn dỗ dành cô. Người nhường cô vẫn luôn là tôi. Tô Mạch. Tuyệt Giao. Mình chỉ đến muộn mới có 15 phút thôi. Cậu đừng giận mà. Ba mình nói rồi, những nơi giới hạn thời gian đều không phải chỗ cao cấp. Để mình đưa cậu đi ăn món đắt hơn, ngon hơn được không? Đi, đi mà. Đi mà, đừng có giận nữa. Được thôi, tôi cảm ơn cô đã nhớ rõ những chuyện quá khứ. Cô luôn chỉ nhớ đến lập trường của mình. Chuyện đó vốn không phải như vậy. Gì mà 15 phút là 45 phút. Không phải cậu nói là 2 giờ rưỡi sao? Mình nói là 2 giờ. Cậu có đọc tin nhắn mình gửi cho cậu không? Thời gian ăn buffet ở đây là 2 tiếng. Bistec bò, bistec dê, bào ngư hải sâm gì đó đều hết sạch rồi. Cô đừng nói linh tinh. Rõ ràng tôi chỉ đến trễ 15 phút. Đúng vậy. Cô vĩnh viễn sống trong thế giới của mình. Tất nhiên cô nghĩ mình làm gì cũng đúng. Thực tế chính là như vậy. Ngày nào cô cũng nhăn nhó mặt mày, giống như cả thế giới đều mắc nợ cô vậy. Tôi biết cô thích ăn thịt nướng, cho nên chỉ cần cô không vui là tôi sẽ dẫn cô đi ăn. Nhưng cô có biết là tôi vốn không thích ăn thứ đó hay không? Chỉ cần ăn thịt nướng là tôi sẽ bị dị ứng, cả mặt đều sẽ nổi mụn. Cô có nhớ có một lần tôi cùng cô ăn thịt nướng suốt một tháng, đến mí mắt tôi cũng phải bắt đầu nổi mụn không? Tất cả còn không phải để làm cô vui hả? Đúng vậy. Cô đối tốt với tôi tốt đến mức cả trường đều biết tôi là một đứa con gái mặt dày ăn của cô, uống của cô, lợi dụng Hà Nhiễm Diễm. Cô có biết sau lưng cô họ nói gì không? Nói tôi là thú cưng của cô. Tô Mạch à, một người kiêu ngạo chẳng quan tâm tới việc gì như cô, sao lại để ý cách nói của người khác? Vì sao cô luôn bẻ công ý tốt của người khác đối với cô? Nói cho cùng là vì cô tự ti. Phải, tôi tự ti. Tôi không có người ba nhiều tiền như cô, cũng không có người mẹ nổi tiếng như cô. Từ nhỏ tới lớn tôi có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc học đàn, học múa ba lê. Tôi không có quần áo đẹp như cô, không có nhà to như nhà cô. Nhà vệ sinh của nhà các người cô nhiều hơn cửa sổ nhà chúng tôi. Tôi chính là một người tự ti, vô cùng ích kỷ. Vậy sao cô còn xem tôi là bạn? Cô cái gì? Cô thương xót tôi phải không? Cô rảnh thì thương xót bản thân mình đi. Không phải cô ghét nhất ai thương xót cô sao? Sao vậy? Vậy mà cô còn bố thí tình cảm cho cô ấy à? Tô Mạch, rốt cuộc cô có chụp không? Nếu cô không muốn chụp thì không cần tham gia dự án Nam Giao nữa. Thử xem.
Alo. Là tôi. Em biết. Sao em thấy lúc này anh gọi điện cho em không có chuyện gì tốt vậy? Đừng gây sự nữa. Dựa vào đâu? Nếu cô giận là vì chuyện hôm qua thì tôi xin lỗi cô. Chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Anh nói miệng là xong hả? Vậy cô muốn gì? Chi bằng anh hãy thể hiện thành ý bằng việc cho em một buổi hẹn đi. Sao hả? Chuyện nhỏ như vậy cũng không đồng ý được sao? Vậy nếu tôi đồng ý với cô thì cô có thể bắt đầu công việc rồi không? Tất nhiên rồi. Được thôi. Lâm Hướng An, tôi đang bàn chuyện công việc với Tô Mạch. Chuyện yêu đương của hai người có thể để lúc khác lại nói không? Cô tránh ra đi. Nè, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong mà. Còn cãi nữa hả? Cô có thấy mệt không? Không cần chụp nữa hả? Hôm qua cô bắt tôi đợi 3 tiếng, hôm nay tôi cũng bắt cô đợi 3 tiếng. Rất công bằng. Hiện trường đã xong chưa? Có thể chụp được chưa? Nè nè nè, làm việc thôi, nhanh lên. Mọi người chuẩn bị nha. Ê, anh tôi đâu rồi? Giám đốc Thiệu còn chưa đến. Giờ này còn chưa đến nữa. Alo. Xin lỗi, giám đốc Thiệu đã nói rồi, anh ấy tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cô gái đó tặng hết. Không phải, cô nói với tôi cũng vô dụng thôi. Nếu cô cứ nhất định để lại thì chúng tôi không nhận đâu. Alo. Alo. Ê, cô gái đó tặng gì cho anh của tôi vậy? Tôi không biết nữa, đối phương cũng không để lại tên họ và số điện thoại, đã tặng suốt mấy ngày rồi. Ờ, mà tặng cái gì chứ? Chuyện này... Hay, không sao đâu, nói với tôi cô sợ cái gì? Cũng không phải là thứ gì đáng giá, chỉ là tặng đồ ăn, đồ uống và hoa thôi à. Một cô gái tặng hoa cho anh của tôi hả? Được rồi, cô đi làm việc đi. Giám đốc Thiệu. Có phải chỗ của cô có đồ của giám đốc Minh Triết không? Đúng vậy. Đồ đâu? Ở đây. Nhưng giám đốc Thiệu nói là phải trả lại toàn bộ. Cô không cần phải trả lại, đưa hết cho tôi đi. Chuyện này... Đừng có chuyện này chuyện kia nữa, cứ giao cho tôi đi. Được, của anh đây. Alo, xin chào. Tôi muốn điều tra thông tin của một người đã gửi món hàng này đến đây. Là ai vậy? Ở trên hóa đơn không có viết. À phải, chỗ của tôi không có. À, chỗ anh cũng không có hả? Rồi rồi, được, tôi biết rồi. À, không. À, tôi không muốn trả lại. Cảm ơn. Đây là mùi hương của em, cũng là mùi hương trên người anh, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Sao lại không có ai nhận được điện thoại của tôi? Tôi đã hỏi tất cả mọi người ở văn phòng hôm qua, không ai nhận được điện thoại hết. Anh có ý gì chứ? Ý anh là tôi đang nói dối hả? Ý tôi không phải vậy. Anh đợi đó, tôi cho anh xem lịch sử cuộc gọi. Anh xem đi. Đây là ghi chép cuộc gọi của tôi. Nếu anh còn chưa tin thì tôi có thể đưa anh đến bưu điện để xem. Trần Lạc, tôi muốn cho anh thấy Hạ Nhiễm Nhiễm tôi có phải là một người sợ chịu trách nhiệm nên nói dối hay không. Nhiễm Nhiễm. Trần Lạc à, trong mắt của anh, Hạ Nhiễm Nhiễm tôi chính là người không có trách nhiệm hay sao? Chuyện này tôi sẽ điều tra. Anh điều tra tiếp thì có ích gì chứ? Anh điều tra rõ lại có ích gì nữa? Không lẽ muốn để cho nhân viên chịu mọi trách nhiệm hay sao? Nhiễm Nhiễm, cô đừng như vậy. Cô bình tĩnh lại trước đã. Điều tôi lo lắng là cô mất bình tĩnh. Cô biết chuyện sáng nay cô gây ra đã phạm phải bao nhiêu cấm kỵ hay không hả? Sao anh không nói tôi mạch vi phạm hợp đồng? Cô ấy phản ứng như vậy là có lý do riêng của cô ấy. Hơn nữa chuyện này phát triển đến mức này mà cô ấy cũng đã hoàn thành công việc. Nhiễm Nhiễm, chuyện này dừng lại ở đây được không hả? Tôi không nghĩ là chuyện này có thể dừng lại ở đây. Nếu tiếp tục hợp tác với Tô Mạch thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể biết được. Hôm nay cô ấy có lý do chính đáng, nhưng ngày mai thì sao? Sau này thì sao? Liệu còn quá quắt hơn không? Cách giải quyết vấn đề không có hoàn hảo nhất, chỉ có trực tiếp nhất. Vậy nên không hợp tác với Tô Mạch nữa. Đây là anh dạy tôi. Tôi dạy em cách xử lý công việc chứ không phải với người. Tôi đang xử lý công việc. Được. Cô biết quỹ bỏ hợp tác công ty sẽ tổn thất bao nhiêu không hả? Cho dù tốn bao nhiêu tiền thì tôi cũng không chịu nổi tính cách của cô ấy. Tôi sẽ gọi cho ba tôi. Nhiễm Nhiễm. Trần Lạc, bây giờ tôi ra lệnh. Bỏ tay tôi ra. Xin lỗi, tôi là trợ lý tổng giám đốc. Trên lý thuyết thì tôi chỉ nghe lệnh một mình tổng giám đốc mà thôi. Hạ Nhiễm Nhiễm, những lời sau đây tôi dùng thân phận cá nhân nói với cô. Với sự hiểu biết của tôi về ba cô và hoàn cảnh hiện nay của cô, nếu bây giờ cô gọi điện thoại thì người rời khỏi công ty không phải là Tô Mạch. Vì vậy cho nên nếu lúc này bắt ba cô lựa chọn giữa cô và Tô Mạch thì chắc chắn một điều chính là ông ấy tuyệt đối sẽ không chọn cô đâu. Tôi không tin. Được, em có thể thử, nhưng kết quả của việc thử em tự mình đánh giá. Rồi xong rồi, cô Tô mời mọi người uống nước. Cảm ơn cô Tô rất nhiều. Cảm ơn cô Tô. Em tan ca rồi. Lô hàng đầu tiên khi nào làm xong? Với tốc độ của các cô cấp bậc đại thần trong nhà máy của mẹ tôi á, thì một tối làm hai bộ là không thành vấn đề. Được, vậy cứ làm theo phương án chúng ta đã định. Dạ rõ. À chú à, lần này á, tôi đã cố gắng hết sức mình luôn rồi á. Sau khi làm xong những việc này chú định thưởng cho tôi cái gì hả? Có thể nói cho tôi để khích lệ không? Đến lúc đó cậu muốn ăn gì uống gì đều tùy cậu. Thiệt hả? Ăn gì cũng được hả? Quan trọng là chú đi cùng. Đi. Mà làm việc đi. Nè nè, mọi người làm việc đi. Em tan ca rồi. Gửi địa chỉ cho tôi, một tiếng sau tôi đến đón cô. Tô Mạch, cô ở đây hả? Hôm nay tôi đặc biệt đến thăm mọi người, không ngờ buổi chụp ảnh lại thuận lợi như vậy. À, hay chúng ta qua bên kia ngồi đi, nói vài câu. Tôi có hẹn rồi. Ê, chỉ có mấy phút thôi à, đi thôi. Đây, đặc biệt mua cho cô đó. Cảm ơn, tôi không uống. Cô đừng vội vàng từ chối ý tốt của tôi. Tôi có thành kiến với Hạ Nhiễm Nhiễm,
chứ không có thành kiến với cô. Ngược lại rất có thành ý với cô. Cảm ơn. Không giấu gì, tôi rất khâm phục cô. Khâm phục tôi? Họ đều nói cô có ngày hôm nay đều nhờ Lâm Hướng An, nhờ cục trưởng Lâm. Nhưng tôi thấy không phải như vậy. Làm sao bà biết là không phải? Vì loại người họ nói là tôi, tôi chính là loại người đó. Tôi có ngày hôm nay đều nhờ vào Hoành Diễn hết. Tôi hiểu quá rõ một người phụ nữ phải làm thế nào để lấy được mọi thứ mà mình muốn ở chỗ một người đàn ông mà. Cô có biết thiên địch của cô là ai không? Loại người như bà. Ừ, cũng phải. Là loại người như tôi, và cả loại người như Hạ Nhiễm Nhiễm nữa. Tất cả mọi người đều thấy rõ, cô ta không xuất sắc bằng cô, nhưng cô ta lại làm chủ, làm cấp trên của cô. Mà loại người như chúng tôi thì lại rất dễ dàng lấy đi thành quả lao động của cô. Ông trời vốn bất công như vậy mà. Cho nên làm người không dễ dàng một chút nào. Đúng vậy, đôi khi đầu thai cũng là một kỹ thuật. Tôi còn khâm phục cô một điểm nữa. Cô xem, cô và Nhiễm Nhiễm đã ghét nhau như vậy rồi, nhưng ở trước mặt của tôi, cô chưa bao giờ nói xấu một câu về cô ấy hết. Nói xấu thì trước giờ tôi chỉ nói thẳng vào mặt thôi. Cái tính của cô tôi thật sự rất thích. Tô Mạch, đã nói đến nước này rồi thì tôi cũng thẳng thắn luôn. Tôi rất ghét Hạ Nhiễm Nhiễm. Tôi cũng không thích cô ta phá đám dự án của Nam Giao. Tôi còn biết hôm qua cô và cô ta xảy ra chuyện gì. Tôi còn biết tại sao sáng nay cô lại nổi cáo. Cô biết không Tô Mạch, nếu cô ta không nhúng tay vào vụ Nam Giao thì sau này những chuyện thiếu chuyên nghiệp đó sẽ không ngừng xảy ra. Công việc của cô cũng khó tiến hành. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự biểu hiện của Hoành Diễn trong dự án này. Tôi còn nắm rõ một điểm nữa là dự án Nam Giao quan trọng với cô đến chừng nào. Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả ý nghĩa của dự án với Hoành Diễn nữa, đúng không? Rốt cuộc bà muốn nói gì? Giúp tôi đá Hạ Nhiễm Nhiễm ra đi. Có thể bà vẫn chưa hiểu tính tôi cho lắm. Tôi không thích nhất là tham gia vào đấu tranh bè phái. Nhưng người trong giang hồ có rất nhiều chuyện cô không thể quyết được. Vậy tôi không nhận lời thì sao? Vậy thì tôi sẽ giúp Hạ Nhiễm Nhiễm đá cô ra khỏi cuộc chơi. Cho nên cô không cần từ chối vội đâu. Cân nhắc kỹ thêm đi. Oh, tốt lắm. Làm ngược lại một lần. Chuẩn bị lùi xe nè. Lùi lại. Hay lắm. Alo. À, Hạ Tổng. À, xin chào giáo sư Trần. Thuốc và mẫu máu ông gửi đến chúng tôi đều đã kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Thành phần của thuốc không có gì bất thường. Quả thật là thuốc công ty chúng tôi sản xuất, nhưng trong máu của ông chúng tôi không tìm ra được bất kỳ thành phần thuốc nào. Được, tôi biết rồi. Làm phiền anh giáo sư Trần, tiền tôi sẽ gửi qua cho anh sau. Có điều chuyện này phiền anh giúp tôi bảo mật giùm. À, được thôi. Được, cảm ơn anh. Thần à, con đang làm cái gì vậy?
đang làm thuốc cho mẹ uống. Con giỏi vậy sao? Vậy làm cho ba luôn có được không? Ê, thần thần à, con đi đâu vậy? Vậy hả? Mẹ cũng làm như vậy đó. Em về rồi đây. Mệt thiệt mà. Em về rồi sao? Mẹ ơi. Con trai. Ai, mẹ mệt quá. Ngoan, biết dìu mẹ nữa hả? Hơn 600 cái thiệp mời cuối cùng cũng phát xong rồi. Em phát hiện kết hôn còn mệt hơn cả sinh con nữa kìa. Con người của em á, chuyện gì cũng phải đích thân làm, đương nhiên phải mệt rồi. Ê, em đừng có làm cục cưng chúng ta mệt quá rồi. Chuyện này thì anh cứ yên tâm, nhưng mệt đến mấy em cũng vẫn vui. Em nhất định phải gả mình cho anh một cách dễ dàng, bịt miệng của tất cả mọi người lại luôn. Được thôi, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em vui lắm, thật sự rất vui. Con trai, mau, chân mẹ sắp gãy đến nơi rồi, con massage cho mẹ chút đi, nhanh lên. Mạnh lên một chút nữa, mạnh lên. Ôi trời, hạnh phúc quá. Tôi đến cửa rồi. Em xuống ngay đây. Chắn gương chiếu hậu tôi rồi. Cô không khỏe hả? Đâu có. Không phải thì tốt. Tôi còn tưởng trên ghế có thứ gì làm cô bị cấn. Không có. Họng khó chịu phải không? Không không. Trời lạnh như vậy mà cô mặc ít vậy, không sợ bị cảm à? Bình thường mà. Khoác vào đi, như vậy sẽ không bị ho. Nè, anh làm nha.
Nghe đi. Không cần. Em à, hôm nay quán hơi bận, chắc không kịp về nấu bữa tối cho em rồi. Trong tủ lạnh có sandwich anh chuẩn bị sẵn. Bye bye nha, yêu em. Nè, để tôi. Đưa đây. Ôi trời đất ơi, sao tên ung thần này lại đến đây? Ôi mà mau, trốn đi, trốn đi. Mau lên, dẹp, nhanh lên. Nhớ, nhanh lên. Nhanh. Nhớ đừng lên tiếng nghe chưa, nhỏ nhỏ thôi. Im lặng. Đến rồi. Tất cả im lặng nha. Chờ chút. Alo. Chú, Thiệu Khải đang ở trước nhà kìa. Lãng Nguyễn, cậu nghe tôi nói, không được cho Thiệu Khải vào nhà. Còn nữa, tuyệt đối không được để cậu ta biết công việc chúng ta đang làm. Dạ tôi biết rồi, chú cứ yên tâm đi ha. Thiệu Khải gọi đến rồi, không nói với cậu nữa. Dạ. Nè, chuẩn bị chiến đấu. Alo, anh đi đâu vậy hả? Không đến công ty cũng không ở nhà. Anh đang bận việc bên ngoài, tìm anh có việc gì? Thì em có việc mới tới tìm anh nè. Để anh xong việc đi, xong việc anh sẽ đến tìm em. Ê, nè. Ủa, alo, nè. Chưa kịp nói xong đã cúp máy. Lúc lái xe vô lòng tập trung một chút, làm vậy nguy hiểm lắm. Buổi hẹn của em với anh lần này có được không dễ? Anh làm ơn chân thành chút được không? Không đúng hả? Điện thoại ai vậy? Trời ơi, tắt giùm cái đi. Tắt đi. Mà trời ơi, rớt tim ra ngoài luôn vậy đó. Thu xếp đồ đạc, di chuyển trận địa.
Nghe nói gần đây có một bộ phim mới cũng khá hay, tên là Phi Vụ Động Trời, kể về chuyện giữa một con thỏ và một con cáo. Nè, anh xem, em có giống con thỏ này không? Cô giống con cáo hơn. Tại sao không phải thỏ? Cô nói mà, lái xe phải chú ý an toàn. Anh thích cáo hả? Tôi thích khủng long. Nè, chúng ta cùng đi xem được không? Sao? Đây chính là việc cô yêu cầu tôi hả? Minh Triết, chỉ là em luôn rất hối hận khi xưa đã không từ mà biệt. Nhưng em chỉ hy vọng chúng ta có thể nói lời từ biệt một lần. Yêu cầu lần này có quá đáng không? Không cần thiết đâu. Đây là việc cuối cùng em xin anh. Em không mong chúng ta chia tay rồi vẫn còn làm bạn. Nhưng em chỉ hy vọng chúng ta từ biệt hẳn hoi một lần. Cô muốn làm sao? Đến những nơi chúng ta từng đến, lần cuối cùng. Người làm tôi không thoải mái chính là cô Hà Nhiễm Nhiễm. Cô tưởng cô xin lỗi là cả thế giới phải tha thứ cho cô hả? Phiền phức mà cô mang đến cho người khác không phải xin lỗi là giải quyết được. Cô biết mục đích xin lỗi là gì không? Là để người khác tha thứ cho cô. Mà trong cuộc đời cô xin lỗi chỉ là cách để tránh hình phạt. Xin lỗi Hà Nhiễm Nhiễm, cô đến nhầm hành tinh rồi. Thế giới này không xoay quanh cô. Vẫn còn giận hả? Tôi đã gọi cuộc gọi đó thật rồi mà. Sorry, lên đây một lát. Trợ lý Trần, anh tìm tôi hả? Ngồi đi. Sorry, khoảng 1 giờ chiều hôm qua, cô có nhận được cuộc gọi của phó giám đốc Hà nói hủy cuộc họp buổi chiều không? Không có, tôi không nhận được cuộc gọi nào hết. Không sao đâu, cô cứ nhớ kỹ lại xem. Không có thiệt, hôm qua tôi ăn trưa muộn, 1 giờ chiều, chắc tôi vẫn còn đang dùng bữa nhà ăn. Cô xem thử, email này có phải cô gửi cho phòng tài vụ không? Đúng, là do tôi gửi. Thời gian gửi đi hiển thị trong email này chính là 12:58. Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua phòng tài vụ đòi một email, đòi rất gấp. Tôi còn chưa ăn trưa xong đã chạy lên tầng gửi mail cho anh ta rồi. Còn bản này là thông tin của tổng đài của công ty chúng ta. Hiển thị có một cuộc gọi đến bộ phận của chúng ta, được nghe từ số máy điện thoại 302. Cô xem, máy 302 có phải của cô không? Với cả thời gian là 12:59. Đúng. Trợ lý Trần à, cuộc gọi đó là tôi nghe. Nhưng tôi thật sự không cố tình quên đâu. Alo, phó giám đốc hả? Dạ, tôi hiểu rồi. Quỹ cuộc họp vào 1 giờ chiều nay. Dạ, tôi biết rồi. Dạ, dạ. Anh tổng, cô nói Bành tổng tìm cô sao? Đúng vậy, là Bành tổng. Thiệp mời bà ấy đặt vẫn chưa tới, không liên lạc được shop.
cho nên tôi đã giúp bà ấy lo việc này. Đến lúc tôi quay trở về, tôi mới nhớ ra chuyện đó. Nhưng mà... Được rồi, cô đừng căng thẳng. Không ai truy cứu trách nhiệm của cô đâu. Cô đi làm việc đi. Chuyện này kết thúc tại đây. Dạ. Anh ồ cái gì chứ? Ồ là một thái độ rất bất lịch sự đó, anh có biết không hả? Thôi vậy tôi tha thứ cho anh. Ai kêu tôi rộng lượng. Thầy Trần à, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Anh nhất định phải trả lời tôi thật là nghiêm túc đó. Cứ hỏi đi. Có phải trước đây tôi là một đứa trẻ tệ hại lắm hay không? Cô nói khoảng nào vậy? Tất cả các khoản. Xét về học tập thì không phải quá tệ. Là một đứa trẻ giàu cá tính. Nhưng thường thì những đứa trẻ cá tính đều rất thông minh. Anh cũng giỏi khen người khác đó. Vậy các khoản khác thì sao? Rốt cuộc cô muốn hỏi gì vậy? Phó tổng giám đốc của tôi à? Trước kia tôi có phải một đứa ngỗ nghịch, luôn coi mình là trung tâm, luôn rất ngang bướng, còn ngang ngược hóng hách nữa hay không? Có một chút đó. Có một chút là sao? Có một chút là bao nhiêu? Thế hệ các cô chẳng phải đều như vậy hả? Cô đã tính là ngoan lắm rồi đó. À, thiệt hả? Vậy tôi chưa phải trường hợp quá đáng hả? Vậy là tôi cũng bình thường phải không? Ai nói cô không bình thường? Tóm lại tôi không nói. Tiếp theo tôi phải hỏi anh một chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi và Tô Mạch, ai bướng hơn ai? Ai phiền phức hơn ai? Cô lo làm việc đi. Lại không nói. Alo. Nhiễm Nhiễm, lâu rồi anh không gặp em. Em có rảnh không? Anh mời em uống tách cà phê. Vừa hay có chuyện này anh muốn nói với em. Mời qua bên này. Cho tôi một nước ép cam. Cảm ơn. Dạ. Nghe nói chuỗi sản phẩm mới của tụi em bán chạy lắm hả? Cũng tạm được. Em đừng có khiêm tốn nữa. Lần này á, Legacy tụi anh bị em làm cho thê thảm. Nhưng anh chịu thua. Em ký được với Tô Mạch, anh thì không. Nên anh nhận thua. Lượng tiêu thụ tốt, suy cho cùng vẫn là do bản thân sản phẩm chất lượng. Em cứ việc quên quang với anh đi. Nhưng mà với anh trai của anh thì đừng vậy. Là ý gì đây? Lần này anh trai của anh bị sốc nặng lắm. Hey, giờ đang chơi trò mất tích. Gọi điện thoại không nghe, công ty cũng không đến, nhà cũng không về. Không biết anh ấy đang làm gì. Đâu có đâu, hôm qua gặp anh ta thấy bình thường mà. Hôm qua hai người gặp nhau à? Ừ. Vậy gần đây anh ấy làm gì? Thì cũng chỉ có cái việc đi làm thôi. Nhiễm Nhiễm, không phải nói gì em chứ, em thật sự thiếu sự nhạy bén. Đàn ông mà, ở trước mặt phụ nữ thì vẫn giữ thể diện. Lần này em làm tốt như vậy, lần đầu tiên anh ấy tiếp quản công ty đã thua chuỗi sản phẩm mới. Có những nỗi đau không thể nào thể hiện trước mặt, đúng không? Em có biết những lúc này đàn ông cần gì nhất không? Là gì? Chính là sự quan tâm và tình yêu. Anh thấy em rất bận,
Nhưng mà anh khuyên em thường ngày chịu khó quan tâm anh ấy một chút, kẻo đến lúc lại phát sinh vấn đề. Thiệu Khải, sao tôi cảm giác anh có ẩn ý gì ở đây? Anh nói cái gì? Những lời anh nói là muốn tốt cho em mà.